Hôm 26 tháng 8, từ khóa xác bình lên top một thịnh hành tìm kiếm trên Google ở Việt Nam liên quan đến vấn đề đời tư giữa ông và diễn viên Phương Oanh. Xác bình là doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981, được biết đến khi tham gia chương trình thương vụ bạc tỷ xác tanh Việt Nam. Xung quanh sự việc, các nhân vật liên quan như xác bình, Phương Oanh và bà Đào Lan Hương vợ của ông Bình đều lên tiếng nhưng nội dung có phần mâu thuẫn nhau nên luồng thông tin càng phức tạp, thu hút nhiều người tìm kiếm trong khi xác bình khẳng định phương oanh không phải người thứ ba chen vào cuộc hôn nhân người vợ lại nói họ chưa hề ly hôn xác bình cho biết ly hôn là thỏa thuận miệng đã được gia đình bạn bè biết